Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại thì Minh Toàn đang ở Hà Nội và hôm nay là Minh Toàn có cái dịp đến một showroom về thiết bị vệ sinh và đèn chiếu sáng để mua những cái đèn trang trí cho dành cho ngôi nhà. Chính vì thế mà hôm nay Minh Toàn thấy màu mạ của các cái đèn này rất là đẹp, rất là sang trọng. Minh Toàn muốn quay lại một số cái hình ảnh về thiết bị đèn, thiết bị vệ sinh và đèn chiếu sáng để gửi đến quý bà con cô bác. Chúc bà con cô bác có thể hiểu thêm về các mẫu mã cũng như là một số cái nơi để mua các cái thiết bị vệ sinh mà theo Minh Toàn cảm nhận cá nhân của Minh Toàn cảm thấy cực kỳ rất là tuyệt vời mà nhiều lúc chúng ta đi tìm mãi cũng không thấy. Thì bây giờ xin kính mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta hãy đi khám phá ở showroom này một chút nhé. Đây như quý bà con cô bác thấy này. Đấy, ở trong này thì như cái gương, đây một cái gương vệ sinh. Đấy, một gương vệ sinh nó như thế này luôn. Đấy. Gương vệ sinh luôn đấy quý bà con. Và đây thì nó là một cái bồn, cái nhà tắm. Đấy, nhà tắm rất là đẹp luôn. Đây, có cửa mở ra luôn như thế này luôn. Rất là thông minh, trong này có rất là nhiều cái tiện lợi. Hôm nay thì Minh Toàn cũng đi xem thành là Minh Toàn muốn là mình tự trải nghiệm chứ cũng không muốn các em nhân viên để bán hàng ở đây để theo cùng. Bởi vì Minh Toàn cũng muốn gửi những hình ảnh chân thành, chân thật nhất đến quý bà con cô bác. Chính như thế mà Minh Toàn muốn đi một mình. Đây, như cái phòng này, quý bà con cô bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Và đây là cũng là một cái nhà tắm. Đấy, như bà con cô bác thấy không, đẹp nguy nga lộng lẫy. Bên cạnh đây cũng có các cái thiết bị nhà tắm như thế này luôn. Đấy, đây là con rất là đẹp luôn, còn thấy không. Đấy, như thế này luôn cơ mà. Và đây trước mặt chúng ta là một cái bồn cầu. Đây, cái bồn cầu này này. Bồn cầu này, bồn cầu thông minh ấy. Đây, bệt treo tường. Đấy. Rất là đẹp luôn đó quý bà con. Đây, có các cái gương. Đấy. Gương kiểu cách rất là đẹp. Đây, gương như này. Kiểu cách rất là đẹp. Đây những cái bồn như thế này, bồn tắm như thế này. À đây không phải bồn mà là cabin. Và cabin đúng hơn, bởi vì Minh Toàn là người không phải là người trong chuyên ngành của cái này nên là có một số cái mà Minh Toàn không biết gọi tên như thế nào. Và cũng Minh Toàn không làm phiền đến các em bán hàng ở đây, bởi vì là Minh Toàn cũng muốn là chia sẻ những cái cảm nhận chân thành nhất về các thiết bị vệ sinh này đến quý bà con cô bác để giúp bà con cô bác có thể là chúng ta quyết định mua hay không. Đấy, có thể nên đến tham khảo không, chứ Minh Toàn mà đi với các em bán hàng thì thực sự là mình cũng không dám chia sẻ hết được cái tâm tư nguyện vọng của mình. Đây, cabin sông hơi cực tuyệt vời luôn, cửa đều ra luôn. Đó. Đây, cái này là nó làm bằng xốp cao cấp hay là nhựa cao cấp, nhựa kính. Đẹp, quá đẹp luôn. Trên này là hầu như là thiết bị vệ sinh, cabin là nhiều. Đây là cabin. Đấy, toàn bộ cái cabin như thế này cũng là khoảng của bác. Đây chúng ta hãy đi một vòng tiếp nhé, xem như thế nào. Đây, trên này là một cái gian hàng trưng bày cabin. Đây là tầng 3. Cái showroom này là cũng có 3 tầng. Và đây là tầng 3. Đây, có một cái đèn rất là đẹp, Minh Toàn mà muốn đưa cái đèn này lên cho quý bà con các bác xem. Đây, đèn cầm này. Đèn cầm này rất đẹp luôn.
Về giá cả thì Minh Toàn nói thật là Minh Toàn cũng không biết giá cả nó như thế nào. Có biết giá cả nhưng mà ở đây giá cũng được các cái ở showroom này treo giá lên, nhưng mà Minh Toàn thấy là có một số cái giá thì dành cho người có tiền, có một số cái giá thôi thì dân bình dân như chúng ta là mua được. Đây, các cái đèn này đẹp như thế này mà quý bà con. Đấy, đây là các cái đèn chuẩn luôn đấy. Còn các bác thấy không? Đèn chuẩn rất là lộng lẫy như thế này luôn. Đây, những cái đèn này rất là đẹp luôn. Đây là đèn kính chuẩn. Nhiều mẫu mã rất là đẹp. Các quầy hoa sen này cũng thế, các quầy hoa sen này nhiều, rất là nhiều mẫu mã luôn bà con cô bác ạ. Khi mà chúng ta chọn những cái quầy hoa sen này thì Minh Toàn nói thật là đến tận bây giờ thì Minh Toàn chưa nhìn thấy cái điểm mà yếu, điểm yếu. Thực sự là Minh Toàn không phải là khen, nhưng mà Minh Toàn ở đây là chưa nhìn thấy cái điểm yếu ở đây. Đây, Minh Toàn sẽ quay cái live, không quay được bởi vì Minh Toàn đang dùng gimbal, thành không quay được. Toàn bộ thiết bị đây là các cái cabin. Đây là một số phần quay máy like để cho bà con biết thêm về cái đèn trần đấy. Còn không, rất là đẹp luôn. Nhiều mẫu đèn trần rất là đẹp với bà con của bạn. Cái đèn này pha lê rất là nhiều. Đấy, như đèn này thì quý bà con đoán xem bao nhiêu tiền? Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 10 triệu. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 10 triệu mà thôi. Nhưng mà nhìn đẹp lộng lẫy luôn. Wow. Còn đây là các cái vòi hoa sen. Đây. Như bà con của bác đang nhìn thấy, đây là vòi hoa sen. Toàn bộ vòi hoa sen. Có cả chậu rửa mặt luôn nhé. Đây. Có cả chậu rửa mặt luôn. Đấy. Ở đây cũng có cả cái gương trang điểm đẹp như thế này. Đấy. Rất là đẹp luôn, đẹp cũng lây luôn. Và đây thì quý bà con bác nhìn thấy cái cabin rất là sang trọng. Trong này là có cả cái ghế ngồi luôn. Đấy, có cả cái ghế ngồi luôn. Đây cũng là một cái bồn. Bồn tắm massage, bồn thông minh. Có đầy đủ các chức năng, các cái nút, bà con cô bác nhìn. Đấy. Và trong này thì người ta trang trí rất là hài hòa. Tường đây cũng rất là hài hòa. Đẹp. Đẹp ngây mẩn luôn. Đây, các cái cây vòi sen cây nữa bà con. Đấy, vòi sen cây hoàn toàn sẽ ngửa máy lên để bà con được bắt xem. Đấy, vòi sen cây rất đẹp luôn. Có cả các cái giá phơi treo quần áo này.
tháng này thì mình toàn nghĩ là nó không bị gì rét. Ví dụ như một cái móc này thôi, nó chỉ là 480 ngàn, có ngày nó chỉ 480 ngàn một cái bát hàng của bạn. Cái bồn này thì dành cho những người mà người cao cấp hơn. Ví dụ như là giá đây thì mình toàn thử xem nhé. Trước VAT là 83.060.000. Thì đây là những cái mà cao cấp. Chính vì thế mà những gia đình mà có điều kiện một chút thì đây cũng là một cái nơi mua sắm mà không thể bỏ qua cho những gia đình có điều kiện. Đây, cái bồn này cũng là bồn tắm massage. Đây, như quý bà con các bạn thấy, đây là bồn tắm massage. Để mà một bồn massage như thế này thì giá nó là khoảng 29.880.000 trước VAT. Rất là sang trọng đẹp luôn. Có cả cái giá mà từ khăn từ tạo từ thật lâu như này được biết được giá như này tốt thì gì luôn, giá để thăm tắm Zumo giá là 1.890.000. Rất là đẹp, đầy đủ luôn quý bà con các bác ạ. Đây có cả cái tủ này, tủ này rất là đẹp, trong nhà tắm rất là đẹp. Còn đây là một cái hệ thống bồn cầu, bồn cầu ở đây. Thấy không, bồn cầu rất là thông minh. Đấy, mình toàn vừa đi xem một số cái về cái nơi đây, và nơi đây thì nó ở đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Nhãn hiệu ở đây là gì nhỉ? À đây, mình toàn phải. Đây, người ta cũng đạt được một số cái bằng khen cũng như là huy hiệu luôn. Đây, huy hiệu của thương hiệu. Đó. Và đây mình toàn lý là cũng là một cái nơi mà các bà con cô bác chúng ta nên tìm hiểu. Đây, cái hàng của người ta đây. Đây, một bộ đèn quá đẹp luôn. Đó. Như cái đèn này là giá là 81 triệu. Có đèn này đẹp. Đèn này hình sắn ốc. Sắn ốc. Rất đẹp luôn. Cái đèn này là giá bao nhiêu? 17.950.000. Bồn tắm massage 33.030.000. Rất là đẹp luôn. Đây, còn cái này còn đẹp hơn.
triệu người tầm này. Cabin xem. Cái hàng này là khách đang lấy này. Khách đang đặt này. Một số cái tủ nó đẹp quá ha. Đẹp luôn. Ồ, có cái đèn này khá là cách điệu. Cách điệu khá là đẹp luôn. Đó. Rất nhiều bộ mạng 4.882.000 những đèn treo trần không hành nhiều đèn đẹp mắt. Có những cái bộ luôn như thế này cơ mà. Có tủ này đẹp quá. Đây, gọi là tủ trong nhà tắm. Đây là các bồn rửa mặt. Mình toàn thấy có một cái đèn này rất đẹp luôn.